Khi mang thai, các mẹ có thể giao tiếp với thai nhi để kích thích trí thông minh từ khi còn trong bụng mẹ bằng những phương pháp cực đơn giản, gọi là thai giáo. Đã có nhiều công trình khoa học minh chứng về hiệu quả của thai giáo, nhưng không phải bố mẹ nào cũng biết thai giáo đúng cách. Hãy cùng tìm hiểu những cách giúp thai nhi thông minh từ trong bụng mẹ từ những thói quen đơn giản hàng ngày sau đây. 1. Ba mẹ trò chuyện tình cảm cùng nhau với thai nhi. Khi bố mẹ cùng trò chuyện với nhau bằng tình cảm ấm áp chân thành, người mẹ giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái, sống yêu thương và khoan dung với mọi người là đã truyền cho con một năng lượng cảm xúc mạnh mẽ. Phương pháp thai giáo thực ra khá giản dị, đó là lúc mẹ nhẹ nhàng chạm tay lên bụng, thì thầm với con, kể cho con nghe những câu chuyện vui, những nỗi niềm khiến mẹ cảm thấy phấn chấn. Niềm hạnh phúc, sự yêu thương của người mẹ có sức lan tỏa mạnh mẽ đến thai nhi. Đứa con trong bụng cũng sẽ hòa nhịp và cùng hưởng thụ niềm vui với mẹ. Đó là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời để thai nhi lớn nhanh và phát triển ngày càng cứng cáp, vững chãi hơn. 2. Đọc sách và tưởng tượng hình ảnh trong đầu. Mẹ bầu nên tạo ra những hình ảnh về các con vật, cây cối, bầu trời, mặt đất bằng chính giọng nói của mình thông qua việc đọc những cuốn sách. Trong quá trình đọc, nếu mẹ bầu tưởng tượng trong đầu theo đúng nội dung trong sách thì những hình ảnh đó sẽ được chuyển tiếp một cách sống động cho em bé trong bụng, giống như một đoạn phim ngắn vậy. Những câu chuyện cổ tích luôn nằm trong top đầu lựa chọn của những cuốn sách mẹ bầu nên đọc trong 9 tháng mang thai. 3. Tập thể dục. Các bài tập thể dục có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể của mẹ bầu, bên cạnh đó còn giúp lưu thông máu, hỗ trợ chức năng tim, phổi, tiêu hóa. Vì vậy, mẹ bầu nào thường xuyên tập thể dục sẽ luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Các mẹ nên tập các bài tập thể dục được thiết kế riêng cho phụ nữ mang thai, các hoạt động ngoài trời như là hít thở không khí trong lành, đi dạo. Một số môn thể thao như điền kinh, lặn, cưỡi ngựa, trượt tuyết không những quá sức mà còn có thể khiến mẹ bầu bị thương. Vì thế trong thai kỳ, dù yêu thích cỡ nào, mẹ bầu cũng nên tránh xa các môn thể thao này và những hình thức gây vận động mệt mỏi căng thẳng. 4. Nghe nhạc. Người ta tin rằng nghe nhạc cổ điển nhẹ nhàng như của Mozart sẽ giúp phát triển trí thông minh của thai nhi. Nhiều nghiên cứu đang diễn ra theo hướng này. Thực tế nghe nhạc có tác dụng rất tốt với người mẹ và nâng cao tâm trạng của mẹ và là tốt cho bé. 5. Chơi Sudoku. Đây là một trò chơi tư duy khá hấp dẫn cho mẹ bầu và thai nhi, giúp mẹ loại bỏ hoàn toàn cảm giác nhàm chán mà không muốn hoạt động của mẹ bầu, dẫn đến ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Nếu mẹ bầu thường xuyên duy trì những hoạt động tư duy, em bé trong bụng cũng sẽ tiếp nhận những kích thích, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của các tế bào thần kinh. Sudoku là một lựa chọn thích hợp nhất, vừa giúp mẹ bầu bớt nhàm chán, vừa kích thích hoạt động của não. Và đây cũng là một trò chơi mà các mẹ bầu Do Thái chơi hàng ngày trong suốt thời kỳ mang thai. Như vậy, các mẹ bầu muốn con thông minh và tài giỏi thì nên có thói quen giáo dục thai nhi từ sớm. Thai nhi là một mầm sống và cũng có cảm xúc y như một đứa trẻ. Tuy được bọc kỹ trong một lớp nước ối khá dày, nhưng em bé trong bụng mẹ cũng ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố bên ngoài, từ chế độ dinh dưỡng đến những thói quen hàng ngày, nên mẹ bầu cần chú ý.